Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký, cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình chia sẻ cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn. Ăn chia tổng giải thưởng là 2.500 token NEAR dòng 2 nha các bạn, GAO 2 đến từ sàn Bitmax. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả mình, các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn Bitmax, đăng ký và cài xe các bạn, và giao dịch một cặp NEAR USDT. Mình video mình GAO 1 có hướng dẫn các bạn hết trơn đó. Thì các bạn tham gia giải GAO 2 luôn các bạn, thì các bạn nhấp vào link form mình ạ. Sau khi bạn nhấp vào link form, bạn mở link form ra các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email, các bạn đăng ký trên sàn Bitmax vào các bạn. Sau đó thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn luôn đó. Các bạn nhấp vào một câu đố nữa các bạn. Rồi câu số 1 là add up the book. Câu số 1 là add up the book cho các bạn. Câu số 2 các bạn tiếp tục các bạn. Một send code nè. Câu số 3 là Z nè. Câu số 4 là adapt the book nè. Câu số 5 là bao nhiêu đây? Chạy qua bao nhiêu? 1000 ETH nè. Câu số 6 là bao nhiêu đây? 70 tim. Câu số 7 là Sidin nè. Phải không các bạn? Câu số 7 Sidin get set gì nè. Sidin get consensus nè. Câu A nè. Rồi tiếp theo là gì nữa? Sidin selection nè. Sidin consensus. Phần câu này hơi khó. Quý nha các bạn, câu số 7 thì các bạn chọn đáp án B nha các bạn. Câu 1 à. Câu số 8 là adapt the book nè. Câu số 9 là near is nay đây. Rồi, câu số 9 thì đáp án A nha các bạn. Câu số 10 là Raining Rayboy Rayboy Bride Rayboy Bride nè các bạn. Rồi có tiếp gì nữa không các bạn? Rồi Up to Bird Network nè. Câu số 10 gì nữa không? Orca MVN. Rồi câu số 10 thì BCD nha các bạn. Câu số 11 là The Ray Now Blockchain. Rồi câu số 10 là The Ray Now Blockchain nè các bạn. Câu A. Câu số 12 là No. Rồi các bạn cũng gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã chia sẻ các bạn tham gia chương trình Lead and Earn, ấn chia tổng giải thưởng là 2.500 token NEAR GAO 2 để đến kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.